Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Madam Thương Vlog. Ngày hôm nay Madam Thương đang ở thị trấn Mộc Châu, đang đi tham quan thác Dải Yếm. Bây giờ các bạn sẽ đi cùng mình nhé. Sáng nay hai chị em mình đi thác Dải Yếm nha, thuộc thị trấn Mộc Châu. Tụi mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn coi này nha. Bên đây có một cái quả đồi sương rất là thích luôn. Khí hậu mà lạnh nhưng mà mát mẻ nè. Cái này hoa cải. Kính là cầu tình yêu đằng đó đó. Đây là bên hông của thác Dải Yếm, thuộc thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La nha. Nó nắng lên rồi đó hai, nó bớt rồi. Cái bụi lao này vô đây đẹp quá nè. Thôi mình đi qua thác đi. Bây giờ mình đi vào thác Dải Yếm nhé. Thác Dải Yếm bé người lớn 50.000. Đây từ trung tâm thị trấn Mộc Châu vô đây là bao nhiêu cây số em ha? 10 cây. Đi theo đường gì bác tài? Quốc lộ 43. Cũng đẹp đấy chứ. Đường ra cửa khẩu lóng sập, đi khoảng chục cây. Dải Yếm Waterfall. Nhưng mùa này nó cạn rồi cho nên nước nó cũng không có được đẹp lắm. Túi bên kia kìa. Túi bên kia để mình đi qua bên đó nha. Đoàn mình đã đi túi dưới kia rồi, mình mãi mê quay phim đây mình chưa đi được. Nhìn cũng lãng mạn phết. Rồi đi hai ơi, mình đi qua bển đi. Đi lên trên đó hả? Hai đi đi rồi Út đi theo. Vì nước hơi cạn, người ta nói nước khi nó lớn lên một tí nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Bà ngoại đó chụp với mấy người dân tộc đây. Ai, con dân tộc gì? Dân tộc Thái, mình đây Thái trắng hả con? Rồi, đen hả? Thái đen, đẹp quá, các em đẹp quá. Phụ nữ Thái đen ở đây có chồng là người ta bới tóc cao lên như vậy thì gọi là cái tặng cẩu. Mà nếu mà cái búi tóc ở chính giữa như vậy là người này là đang có chồng. Còn khi mà chồng mất thì người ta sẽ búi cái tặng cẩu nó nằm lệch qua bên trái. Còn khi người ta tái giá thì người ta sẽ búi lệch qua bên tay phải. Còn người Thái trắng thì không có tập tục này nha các bạn. Thác Dải Yếm. Đẹp quá. Trời se se lạnh. Bớt mưa phùn rồi, rất là thích luôn. Mấy bà hưu trí này sợ quá tải đây nè.
xin mấy chị dọn. Không có thầy chi. 1, 2, 3. Rồi. Rồi Phượng vô cái đi. Rồi Phượng vô. Giá quỷ ở đây lạnh cho nên nó đẹp quá. Quầy hàng lưu niệm. Nãy ăn hoa quả nữa nè. À cái hạt nằm ở trong cái quả đó. À. Bốn chị luôn vui vẻ. Rồi xin chào bốn chị. Hoa cải trắng. Trên đây là có hoa cải trắng, hoa cải vàng. À, bây giờ đoàn mình đang đi xuống dưới á. Kia là cầu kính đấy. Cầu cường lực. Trên đó có hiệu ứng. Đi đạp nó ra hiệu ứng. Để mình đi lên coi. Nhiều khi người già cao huyết áp và chóng mặt rồi bệnh tim rồi là không nên đi nha, nghe nói như thế. Bây giờ để mình đi lên thử xem nè. Đấy. Các cụ đã đi tới đây rồi đây nè. À, cái này chắc là trâu gác bếp đây. Đây là trâu gác bếp. Cơm lam. Tỏi cô đơn. Đây là đồ ăn đặc sản của Tây Bắc đây. À, thớt nghiến nè. Thớt nghiến đó. Thớt nghiến là nó chắc tốt hơn thớt mù u của mình nhiều dữ lắm luôn. Nên mọi người cứ đói bụng thì cứ ăn cơm lam đó. Đây là cải mèo. Thì ăn thì cũng giống như là cải phụng của mình vậy đó. Giống cái mùi của cải vẹt xanh. Kia là cái thác đó. Chúc mình đi lại gần mình quay thêm. Cái này chảy bên Lào về. Cho nên là người ta có cái truyền thuyết là ngày xưa có cô gái mà cứu chàng trai đó, thảy cái dải yếm ra kéo cái chàng trai lên. Cho nên người ta nói đó là cái này là dải yếm. Nhưng mà khá là đẹp nha các bạn. Lam bữa nay ngon không? Ngon. Mai? Ngon, ngon. Đâu cho thử miếng coi nào. Miếng thôi. Nó mềm á. À chấm cái gì vậy? Cái mè. À, chắc cụ. Chắc cụ. Cầm bịch muối có dính không? À, hai trái tim hai đầu kia kìa. Đây là thác dải yếm. Thác dải yếm đó. Mình không khỏe. Thác dải yếm này chảy từ bên Lào về nha. Các bạn nói mùa này nó hơi khô cho nên là nó ít nước. Đi qua bên đó chơi cũng vui lắm á. Đây là con suối thôi. Nếu các bạn muốn đi xuống thác dải yếm này thì từ Hà Nội xuống tới thị trấn Mộc Châu này khoảng 180 cây. Xong rồi từ thị trấn Mộc Châu đi vô đây chắc cũng khoảng hơn chục cây nè. Trâu gác bếp hả bà? Trâu gác bếp. Hả? Ngoại với anh Tiên. Nè, ăn khoai lang lên nè, rất là ngọt. Ăn khoai lang chứ, ăn thịt châu xào phải không? Ngoại mua cơm chưa? Cơm lam? Cơm đâu rồi? Mua rồi hả? Mua rồi, rồi. Cảm ơn. Đây nè, ngoại mới mua cơm. Sao? Đây, bỏ vô đây. Lột ra ăn liền coi. Để mình không có lột. À, lên xe mới ăn hả? Nha, tối ăn. Ủa, cơm lam này cây nhiêu vậy? Cây 20. Ừ, ngon quá. Nè, Kim. Thôi, dùm đi. Khoai lang nướng. Madame đang ăn khoai lang nướng ở đây cũng ngon quá trời luôn. Thác chảy, nước suối reo. Rất là vui luôn. Trời mát lạnh luôn. Không khí rất là thích, nước suối nè. Đây, nước trên suối. Chảy qua mấy khe đá này, bắt đầu chảy xuống dốc thành cái thác nhỏ nhỏ. Cái hoa này ở Cần Thơ là
bán cũng có giá lắm đây nè. Ngọc Châu, ngọc cái gì đây nè, quên rồi. À, cái này là dạ ngọc Minh Châu. Xong rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại clip sau. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu kính tình yêu nhé.